Với tấm huy chương bạc vừa giành được tại kỳ thi Olympic tin học quốc tế lần thứ 34 năm 2022, Đường Văn Quốc Bảo, học sinh trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, cùng với các thành viên của đội tuyển tin học đã khép lại một năm học đạt thành tích cao nhất trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế của Việt Nam từ trước đến nay, với 38 trên 38 lượt học sinh đoạt giải. Và với cú đúp huy chương bạc Olympic tin học quốc tế và trước đó vào tháng 6 là huy chương vàng châu Á-Thái Bình Dương của Đường Văn Quốc Bảo, Nghệ An cũng đã đánh dấu một năm học bị ảnh hưởng do dịch bệnh nhưng đạt nhiều thành tích nổi bật. Và Nghệ An tiếp tục khẳng định là cái nôi tạo nguồn cho các đội tuyển quốc gia dự thi khu vực và quốc tế.